Nhiều người Việt Nam ở Đài Loan và các nhà tranh đấu biểu tình ở Đài Bắc hôm 20 tháng 6 đòi tập đoàn Formosa chịu trách nhiệm về thảm họa môi trường biển do chất thải công nghiệp độc hại mà nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh thải ra tại miền Trung Việt Nam, thông tấn xã Trung ương Đài Loan đưa tin. Những người biểu tình tập trung bên ngoài khách sạn Sun World Dynasty ở Đài Bắc, nơi công ty Formosa tổ chức một cuộc họp các cổ đông. Đám đông hô to Formosa Plastics phải chịu trách nhiệm về mặt xã hội, theo hãng tin này. Những người biểu tình yêu cầu công ty thép Formosa Hà Tĩnh phải theo dõi mức ô nhiễm trong môi trường biển và công khai thông tin cho dân chúng biết. Formosa đã từng bị ngừng hoạt động trong một năm sau thảm họa biển vào tháng 4 năm 2016. Tháng 6 năm 2016, Formosa Hà Tĩnh thừa nhận trách nhiệm trong vụ gây nạn ô nhiễm trên 200 km đường bờ biển của Việt Nam. Công ty này, một chi nhánh của tập đoàn Formosa Plastics, thừa nhận thải các chất hóa học ra biển đã gây ô nhiễm. Công ty này chỉ thừa nhận như vậy sau khi bùng nổ nhiều cuộc biểu tình của người dân trong nước và chính phủ Việt Nam kết luận rằng Formosa Hà Tĩnh có liên quan tới thảm họa ô nhiễm ở bốn tỉnh miền Trung làm cá chết hàng loạt. Formosa Hà Tĩnh sau đó đã lên tiếng xin lỗi và hứa đền bù 500 triệu đô la cho những nạn nhân ở các tỉnh miền Trung, nơi người dân hầu hết sống bằng nghề đánh cá và du lịch. Truyền thông Việt Nam đưa tin hầu hết phần tiền đền bù đã được trao cho các nạn nhân, tuy nhiên những nhà hoạt động ở Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ của Đài Loan khẳng định điều đó không đúng.